Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin BNews ngày 2 tháng 6. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung thú vị nào? Mời các bạn cùng đón xem. Lộ thiết kế hình ảnh của chiếc iPhone 13 Trung Quốc chỉ với giá 1,7 triệu đồng. Sony tuyên bố chất lượng ảnh chụp trên smartphone sẽ vượt qua chất lượng của máy ảnh trong năm 2024 tới. Và thông tin đầu tiên cũng khá thú vị, đó là hình ảnh của chiếc iPhone 13 được bán với mức giá là 1,7 triệu đồng. Chính xác các bạn ạ, các bạn sẽ không nghe nhầm, đó chính là 1,7 triệu đồng và đến từ Trung Quốc. Leeco, một thương hiệu smartphone Trung Quốc với dòng Lee TV, giá rẻ cấu hình cao khá là quen thuộc với người dùng hệ sách tay tại Việt Nam. Mới đây đã giới thiệu ra thị trường một dòng smartphone mới có tên gọi là Lee TV E1 Pro. Điểm đặc biệt của chiếc máy này với thiết kế y hệt gần giống như iPhone 13 nhưng mà có cấu hình khá yếu, cùng với đó là mức giá khá là rẻ. Từ các hình ảnh render, chúng ta có thể thấy Lee TV E1 Pro được sở hữu ngoại hình cực kỳ giống với iPhone 13 khi có khung viền vuông, cụm camera kép đặt chéo và có cả tay thở ở mặt trước. Tuy nhiên, do giá thành khá là rẻ nên khung máy và mặt lưng chỉ được hoàn thiện từ nhựa mà thôi. Và máy sẽ có hai màu, đó là trắng và xanh. Lee TV E1 Pro được trang bị màn hình 6.54 inch LCD với độ phân giải HD cộng ở mặt trước. Màn hình này có viền mỏng ở hai bên nhưng mà dày hơn ở cạnh dưới và được sử dụng thiết kế tay thỏ với camera selfie 5MP. Tất nhiên là sẽ không có cụm camera True Depth như trên iPhone. Ở mặt lưng, máy sẽ có camera kép với ống kính góc rộng 8MP với một ống kính được gọi là AI, nhiều khả năng sẽ có một ống kính đo chiều sâu. Về hiệu năng, Lee TV E1 Pro được trang bị con chip Unisoc T310 cho là hiệu năng ở mức nhẹ, đủ để bạn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản và giải trí nhẹ mà thôi. Máy có RAM 4GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài micro SD. Lee TV E1 Pro có viên pin 4000mAh, hỗ trợ sạc công suất tối đa là 10W thông qua cổng USB-C. Về giá bán thì đây sẽ là một điều khá là bất ngờ bởi vì giá bán của em nó chỉ có 499 tệ, tương đương với 1,7 triệu đồng. Bạn nghĩ sao về chiếc máy y hệt như là iPhone 13 này nhưng mà mức giá rẻ hơn khá là nhiều? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận nha. Và đây sẽ là một thông tin tiếp theo cũng không kém phần thú vị, đó chính là Sony sẽ cho ra mắt một chiếc điện thoại với camera mạnh mẽ hơn so với camera của máy ảnh. CEO bộ phận bán dẫn của Sony mới đây đã tuyên bố rằng máy ảnh trên smartphone sẽ vượt qua chất lượng máy ảnh SLR trong vài năm tới, cụ thể là trong năm 2024 này. Theo Nikkei đưa tin, Sony gần đây đã tổ chức một buổi họp báo cho mảng hình ảnh cũng như là cảm biến. Trong đó, chủ tịch kiêm vị trí CEO của Sony cho biết trong bộ phận của mình kỳ vọng rất là nhiều về chất lượng hình ảnh chụp trên smartphone sẽ vượt qua chất lượng hình ảnh chụp bằng SLR trong năm 2024 tới. Ông lập luận điều này nhờ vào khả năng hình ảnh chất lượng smartphone vẫn có thể cải tiến và kết hợp cảm biến, khẩu độ lớn hơn và công nghệ chụp ảnh điện toán. Sony tin rằng các mẫu smartphone sẽ được trang bị hệ thống camera cao cấp, tăng kích thước cảm biến và bộ vi xử lý hiệu quả hình ảnh tốt hơn. Sony hy vọng kích thước trung bình của cảm biến sẽ tăng gấp đôi trong năm 2024 này. Cùng với đó là bảo hòa lượng tử và AI, Sony tin rằng máy ảnh ống kính rời sẽ bị công nghệ smartphone bỏ lại phía sau. Không chỉ dừng lại ở đó, Sony dự đoán đến năm 2025, smartphone sẽ có một bước nhảy vọt về khả năng quay video nhiều megapixel hơn và hiệu năng lấy nét tốt hơn. Điều này hỗ trợ bao gồm sự tiến hóa về hiệu suất video và tốc độ đọc cao hơn, hỗ trợ video 8K, xử lý đa khung hình và có HDR tốt hơn, xử lý AI mạnh mẽ hơn. Sony cũng tin rằng cách sử dụng hiệu quả dữ liệu khoảng cách có lẽ là thông qua cảm biến hoặc là LiDAR về việc lấy nét sẽ trở nên dễ dàng và nhanh hơn và chính xác hơn. Đến năm 2030, Sony hy vọng smartphone sẽ bỏ qua ống kính cơ chế quay học gặp, đồng thời tiếp tục cải tiến xử lý AI để tạo ra những bức ảnh chất lượng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin BNews trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích đối với các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin BNews vào ngày mai.